Chào các bạn. Hôm nay may mắn có nhạc sĩ Văn Ngọc và ca sĩ Lê Thành. Thì hai chú cũng là bạn thân của nhạc sĩ Văn Hải. Thì hôm nay may mắn có hai chú lên thăm nhạc sĩ Văn Hải. Thì mình có nhờ nhạc sĩ Văn Ngọc quả tấu với nhạc sĩ Văn Liêm một bài. Và chú Thành sẽ hỏi nhạc sĩ Văn Ngọc và nhạc sĩ Văn Liêm vài câu để mình giao lưu với các anh em ha. Rồi mời chú Thành lại ngồi gần. Rồi mời chú Thành bắt đầu luôn đi ha. Xin chào quý vị. Thì hôm nay rất là may có nhạc sĩ Văn Ngọc đến từ Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đến đây thăm nhạc sĩ Văn Hải. Và cũng đây các bạn nhìn thấy là tiếng đàn vừa rồi đó là của nhạc sĩ Văn Liêm, cũng là người học trò của nhạc sĩ Văn Hải. Cũng có vài lời muốn hỏi thăm đến nhạc sĩ Văn Liêm. Thì mình muốn biết với bà con cô bác cũng muốn biết là nhạc sĩ Văn Liêm quê quán ở đâu hiện nay? Em ở Cà Mau. Rồi nhạc sĩ Văn Liêm đã học qua nhạc sĩ Văn Hải được bao nhiêu lâu? Gần 10 năm. Gần 10 năm. Như vậy thì chắc cũng cái đoạn đường cũng rất là dài để theo được cái ngón đàn của danh ca Văn Hải. Và cũng như hiện nay thấy ở dưới bà con cô bác ở đang xem cái chương trình này nè, thấy nhạc sĩ Văn Liêm rất là đẹp trai. Thì muốn hỏi nhạc sĩ Văn Liêm hiện nay thì có gia đình chưa, hay là có một bông hồng nào chưa, hay là còn đang ở không? Em chuẩn bị cưới vợ. Nếu vậy thì một lần nữa xin thay lời cho bà con cô bác chúc mừng nhạc sĩ Văn Liêm ha. Còn nữa xin chân thành cảm ơn. Thì chắc có lẽ bà con cô bác cũng đã nhìn được nhạc sĩ Văn Ngọc rất là quen thuộc. Nhạc sĩ Văn Ngọc hiện là anh hiện là biên tập viên của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Rồi một lần nữa xin chào bà con cô bác. Rồi, cảm ơn chú Thành, cảm ơn chú Ngọc với lại nhạc sĩ Văn Liêm rất là nhiều. Thì mình muốn giới thiệu sơ bây giờ, chú Thành giới thiệu sơ về mình đi. Tại chú Thành đi show, con thấy chú Thành đi show với lại nhạc sĩ Văn Hải rất là nhiều show. Là cũng là bạn cũng thân với lại nhạc sĩ Văn Hải nữa. Thì sẵn hôm nay có cái dịp mình làm clip này thì mình giao lưu với cả anh em trên YouTube luôn. Thật tình mà nói thì Thành rất là may mắn khi từ ở quê lên thì gặp được nhạc sĩ Văn Hải. Thì nhạc sĩ Văn Hải coi mình giống như là một người em. Thì nhờ đó mà Thành cũng được đi nhiều để mà ví dụ như chương trình nào mà nhạc sĩ Văn Hải có thì Lê Thành cũng được đi chung. Đó cũng là một dịp rất là may mắn. Cũng từ đó mà Lê Thành cũng nhờ tiếng hát mà được là một cái người em, vừa cũng là học trò trong suốt mười mấy năm qua. Thông qua chương trình này, xin thay lời cho tất cả những đệ tử của nhạc sĩ Văn Hải, xin chân thành cảm ơn những tình cảm mà nhạc sĩ Văn Hải đã dành cho những người học trò, trong đó có em. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn. Dạ, cảm ơn chú Thành rất nhiều. Rồi, cảm ơn chú Ngọc, cảm ơn nhạc sĩ Văn Liêm rất nhiều. Kính thưa bà con cô bác, và liên tục chương trình, sau đây xin mời bà con cô bác cùng thưởng thức bài hòa tấu giữa hai nhạc sĩ, tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Văn Liêm và tiếng đàn sến của nhạc sĩ Văn Ngọc. Xin mời toàn thể bà con cô bác cùng lắng nghe.
Chào các bạn. Thì sắp tới thì Hải có tổ chức cuộc thi đàn cho các học trò. Thì hôm nay nhạc sĩ Văn Liêm sẽ trình bày nhạc khúc Nam Xuân. Thì anh sẽ dự thi cái bài này trong cái buổi thi đó. Thì mấy ngày trước anh đã tích cực tập luyện. Thì hôm nay anh mình muốn quay thử xem là anh đã tập luyện tới đâu rồi. Đó, mời các bạn xem. Rồi mời anh. Anh có muốn lấy son không? Lấy tiền. Hiện tại đây là cảnh sinh hoạt của Văn Liêm và Văn Phượng. Thì hai bạn đang tích cực tập luyện. Tại vì còn một tháng là tới ngày thi rồi. Văn Phượng, em ở bảng mấy? Dạ, bảng B. Bảng B, còn Văn Liêm? Bảng A, bảng đi sâu. Nhưng mà anh có nghe thầy Hải nói là em có ca nữa đúng không? Dạ, để sắp xếp lại, chưa chốt. Thôi cố gắng tập luyện đi. Dạ.